Chào tất cả các bác nhé, em là Sông Mông Anh đây. Hôm nay lại chia sẻ anh em là làm tiếng kêu gầm của con Honda Civic 1.8 đời 2008 hay là 9. Con này bác chủ mới lấy xe, lấy lại của người ta thôi. Chạy trong quá trình chạy thì bác ấy phát hiện ra là nó kêu lọc cọc khi đánh lái và hơi nặng lái. Đấy. Cái thứ hai nữa là đi là nó hơi lắc. Đấy, và dầu mỡ nó có chảy một số thứ. Thì hôm nay em chia sẻ anh em luôn. Và trong quá trình kiểm tra sơ bộ thì đến là cuối cùng là hai anh em thống nhất là em sẽ hạ cái phần bệ gầm xuống cho bác ấy. Thứ nhất là kiểm tra tiếng kêu. Thì đây, trên tinh thần tiếng kêu là quản rô tin lái này nó hỏng hết rồi đây. Anh em nhìn này. Đấy, đấy chụp bụi này, lái trong lái ngoài này, hết mỡ rồi này. Đấy, đấy, hai quả rút tin lái này hỏng hết rồi, hiện tượng nước vào nhá. Cái thứ hai là quả rút tin càng A là rút tin chịu đứng, nó có hiện tượng là dơ lỏng lắc. Đấy thì em cũng tư vấn cho bác ấy. Thứ tư là quả cân bằng này, nó đến ngày nó hỏng hết rồi. Bác ấy cũng chạy bác bảo là nó hỏng cân bằng rồi. Đấy, và thứ năm là cái chùm bùi lắp của bác ấy. À, nó đứt hết rồi này, nó ra vỡ lung tung trưởng này. Đây thì bên em cũng tháo hết ra, nhất là vệ sinh cho bác ấy những cái vỡ này, thứ hai thay cho bác cái chùm bụi bùi mỡ bò vào. Đấy, cái thứ năm là cái lái thì nó có hiện tượng là nặng và dơ. Con này là thức lái chạy bằng dầu nhá, lái thủy lực nhá, thì em cũng cho anh em tháo ra và kiểm tra sơ bộ, sau đó là cho bên thủy lực người ta làm, người ta căn chỉnh lại nhá. Đấy, cái này là nó liên quan đến hai cái đầu sốt này, còn thủy lực rất khó chịu, cho nên là mình không có cái đồ thủy lực thì bên anh em ấy phục hồi cho. Đấy thì qua con Civic này em chia sẻ anh em luôn, làm những cái hạng mục phần gầm liên quan tiếng kêu thì mình cũng phải dỡ ra và tháo lắp một số thứ để dò xét, chứ còn đứng hao hao với tiền thì nó không vào việc đâu. Đấy thì anh em thực sự muốn làm thì hãy dỡ ra và làm kiểm tra lay lắp cụ thể thì nó sát thực hơn. Đấy, mời chia sẻ anh em vậy, em làm việc này.